Gần đây ở bên Nhật đã có một buổi triển lãm về hóa thạch khủng long cũng như là hóa thạch Pokemon. Và dĩ nhiên là một người cực kỳ đam mê Pokemon thì nhất định là tôi sẽ phải hóng thôi, chứ làm gì có tiền để mà sang đấy. Cơ mà nghĩ về nó khiến cho tôi tự hỏi rằng nếu như có một con game tương tự như là Legend Arceus đưa người chơi về quá khứ, thời cổ đại đi, khi mà con người chưa xuất hiện thì liệu là sẽ có những Pokemon nào sinh sống ở cái thế giới đấy? Dĩ nhiên là ngoại trừ những Pokemon huyền thoại ra nhá, bởi vì bọn đấy chúng nó sống từ thuở khai thiên lập địa đã bao giờ chết đâu. Trước tiên cần phải làm rõ một điều là chắc chắn những Pokemon hóa thạch sẽ chiếm phần nhiều trong nội dung của video này. Nếu như quá trình phát triển của thế giới Pokemon được mô phỏng lại tương tự như thế giới của chúng ta thì sự sống sẽ bắt đầu từ đại dương. Hệ sinh thái biển lúc đó được thống trị đầu tiên bởi loài Omanyte và Omastar, là tổ tiên rất xa xôi của loài Octillery hiện tại. Chúng có số lượng lớn và những chiếc răng rắn chắc có thể cắn vỡ được cả vỏ của loài Shellder rồi ăn phần bên trong. Có nghĩa là loài Shellder cũng tồn tại trong khoảng thời gian này. Còn liệu vào thời đại đấy chúng nó có thể tiến hóa thành Cloyster hay không thì tôi cũng không chắc chắn lắm. Và không ngoại trừ khả năng rất cao là vào thời đại đấy Shellder đã mang một hình dáng cổ đại khác với những gì mà chúng ta biết về nó bây giờ. Nhưng qua thời gian thì số lượng của loài Omanyte và Omastar cũng giảm dần. Lý do là bởi vì vỏ ốc của chúng phát triển quá lớn, cản trở việc di chuyển để săn những con mồi nhanh nhẹn. Cùng với đó là sự xuất hiện của những loài ưu việt hơn như là Turtoga và Caracosta. Loài Pokemon rùa cổ đại này được cho là có thể cắn xuyên được qua cả lớp vỏ của Omanyte và Omastar mà không cần do dự. Chúng còn có tốc độ bơi rất nhanh và độ cứng cáp cũng không thể xem thường. Đặc biệt, chúng có thể sống được cả trên cạn lẫn dưới biển, khiến cho nguồn thức ăn trở nên đa dạng phong phú hơn. Vì thế nên gia đình nhà Turtoga và Caracosta có thể sống được rất lâu và được xem như là thủy tổ của hầu hết các loài Pokemon họ rùa hiện nay. Một số loài Pokemon khác của biển nguyên thủy có thể kể đến là họ nhà giáp xác Anorit. Loài này có bộ chi giống như mái chèo, thích hợp với việc bơi lội trong môi trường biển và săn mồi với hai cái càng khá to ở phía trước. Khi mà tiến hóa thành Armado thì chúng phát triển thêm đôi chân để có thể sống ở trên cạn, nhưng chúng vẫn kiếm ăn ở dưới nước. Anorit và Armado cũng được cho là tổ tiên của tất cả các Pokemon hệ bọ sau này. Ở những vùng biển nông và ấm áp là nơi sinh sống của loài Lilip và Cradily. Loài Pokemon này có nhiều xúc tu quanh miệng và ngụy trang thành rong biển để đánh lừa con mồi, sau đó sẽ nuốt chửng chúng. Sau khi tiến hóa thành Cradily thì chúng nó cũng gấu hơn và bắt đầu lên bờ để săn mồi. Tuy là chân của loài này không phát triển và việc đi lại cực kỳ khó khăn chậm chạp, nhưng mà cổ của Cradily có thể vươn dài ra gấp 3 lần. Những chiếc xúc tu xung quanh đầu của nó sẽ trói chặt lấy con mồi rồi chuyển hóa chúng bằng dịch axit cực mạnh ẩn chứa ở bên trong. Loài Kabuto và Kabutops được cho là phát triển mạnh nhất vào giai đoạn 300 triệu năm về trước. Kabuto vốn sinh sống ở dưới biển, sau đó tiến hóa thành Kabutops để thích nghi với cuộc sống ở trên cạn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể bơi cực kỳ nhanh mỗi khi xuống nước. Cùng vào niên đại đó thì Genesect đang là kẻ đi săn bậc nhất ở trên cạn. Tất nhiên là với hình dạng vốn có của nó, chứ không phải là cái hình dạng sau khi đã được cơ giới hóa bởi Team Plasma sau này. Và thử nhìn mà xem, dáng người và cấu trúc cơ thể của chúng khá tương đồng với loài Kabutops, cho nên đã có nhiều phỏng đoán rằng Kabutops là phiên bản cổ đại của Genesect. Hoặc chí ít là một họ hàng không xa của nó, hay là một hình dạng ở vùng miền khác, hoặc thậm chí là hình thái tiến hóa cao hơn sau khi mà loài Kabutops đã hoàn toàn chuyển lên sống trên cạn. Có thể anh em sẽ phản đối tôi ở chỗ này, bảo rằng ê, cái con Kabutops này nó có phải là hệ bọ đâu ông ấy. Nhưng thành thực mà nói thì đây cũng không phải là đầu tiên mà chúng ta thấy một Pokemon bọ không mang hệ bọ. Có một sự thật khá thú vị về loài Kabuto, đó là một trong những nguồn cảm hứng thiết kế của nó là họ nhà Sam vẫn tồn tại từ 450 triệu năm về trước cho đến tận ngày nay. Chúng được coi như một loài hóa thạch sống, và nếu như anh em ra biển thì anh em có thể ăn được chúng nó, nếu như anh em dám. Nhắc đến hóa thạch sống thì tận sâu dưới đáy đại dương có một loài Pokemon cổ đại mà vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay, đó là loài Relicant, Pokemon trường thọ. Đây là một trong những loài Pokemon được ghi nhận là đã sống qua hàng trăm triệu năm mà vẫn giữ được nguyên hình dáng nguyên thủy của mình. Đó là do chúng sinh sống ở tận dưới đáy biển sâu, cho nên chúng tránh được hầu như tất cả những thảm họa xảy ra bên trên bề mặt đất. Và chẳng có lý do gì để mà tiến hóa cả. Đấy là còn chưa kể chúng nó còn thoái hóa nhé. Vào thời xa xưa thì loài Relicant này đã từng có răng, nhưng do thức ăn của chúng đa số là những sinh vật phù du, cho nên có răng cũng chẳng để làm gì hết,
và dần dần những chiếc răng đấy đã bị teo đi, khiến cho nó trở nên mòm mém và rất phù hợp với cái tên Pokemon trường thọ của mình. Chúng ta có thể thấy rằng hầu hết những Pokemon cổ đại của đại dương, chúng nó đều có xu hướng bò lên đất liền trong quá trình tiến hóa. Ngoài mấy con mà không thèm tiến hóa thì không nói làm gì. Điều này được mô phỏng lại tương tự như là quá trình lên bờ của mấy con cá cổ đại trong thế giới thực của chúng ta vậy. Ban đầu có thể chúng nó còn chưa thích nghi hoàn toàn với thế giới trên cạn và thi thoảng vẫn phải xuống nước để kiếm ăn hoặc là đẻ trứng. Nhưng dần dần thì chúng nó ở lại luôn và từ đây phát triển thành một hệ sinh thái trên mặt đất cực kỳ phong phú. Trước thời điểm mà loài khủng long bắt đầu thống trị mặt đất thì đây là thiên đường của côn trùng, có thể kể đến như loài Yanmega. Yanmega không phải là một Pokemon mà sau này chúng ta có thể hồi sinh từ hóa thạch, nhưng chúng chỉ có thể tiến hóa từ Yanma sau khi khôi phục được sức mạnh cổ xưa. Thiết kế của chúng được dựa theo loài chuồn chuồn khổng lồ cổ đại tên là Meganeura, được cho là đã tuyệt chủng cách đây khoảng 300 triệu năm. Nếu anh em thấy cái con số này quen quen thì đó chính là thời đại mà Genesect thống trị. Dĩ nhiên là vào cái thời đại này thì Genesect chúng nó sẽ không có khẩu súng ở trên lưng và cũng có thể là không mang hệ thép luôn. Sau thời đại của côn trùng là lúc loài khủng long bắt đầu lên ngôi. Những loài đã được xác nhận đầu tiên là Granidos và Rampardos. Chúng sống trong những khu rừng nguyên sinh rậm rạp và là loài Pokemon hữu dũng vô mưu. Rampardos tượng trưng cho sức mạnh không thể cản phá. Chúng sẵn sàng húc đổ tất cả cây cối trên đường đi thay vì né tránh và chúng tận hưởng việc đó. Một cú húc uy lực từ cái hộp sọ dày hơn 30 phân, rắn chắc hơn cả thép của loài này có thể đánh đổ gần như tất cả mọi thứ. Cơ mà hộp sọ dày lên thì não của chúng cũng bé đi. Cùng chia sẻ môi trường sống là loài Shieldon và Bastiodon. Trái ngược lại với sự hung hăng của Rampardos, Bastiodon lại là sinh vật ăn cỏ hiền lành nhưng tuyệt nhiên cũng không để ai bắt nạt. Shieldon và Bastiodon sở hữu một bộ xương mặt khổng lồ và siêu cứng cáp. Đến nỗi hơn 100 triệu năm sau khi được khai quật thì xương mặt của chúng vẫn không hề sứt mẻ. Nhờ vậy mà chúng có thể sinh sống giữa những loài Pokemon hung dữ khác mà không hề hấn gì. Loài Pokemon này bảo vệ cho những con non trong đàn vô cùng kỹ lưỡng. Một khi những con Bastiodon trưởng thành dàn hàng ra thì mặt của chúng sẽ hợp thành một bức tường không gì có thể lay chuyển được. Vị vua vô địch thống trị mặt đất vào thời đại đó là Tyrantrum, với bản tính hung ác và ích kỷ từ khi còn là Tyrant. Chúng có bộ hàm uy lực có thể cắn xuyên qua cả kim loại và thường nổ điên chạy loạn mỗi khi có điều gì đó không vừa ý chúng. Mọi người trong thế giới Pokemon có đặt ra một số giả thuyết rằng có thể xưa kia loài Tyrantrum đã từng có lông, và suy rộng ra chắc những loài khác cũng thế, bởi vì hóa thạch thì cũng chỉ thu được phần xương của chúng nó, chứ ngoài ra thì cũng không ai biết thực sự như thế nào. Thậm chí khả năng cao là do được hồi sinh từ hóa thạch cho nên chúng nó mới mang hệ đá, chứ xưa kia chúng nó mang hệ khác hay là hình dạng khác cũng không ai có thể xác nhận được. Tuy nhiên, có một loài có thể biết chắc là hình dạng của chúng chính xác, đó là Amora và Aurorus. Đây cũng là loài Pokemon hiền lành. Vì muốn tránh lũ Tyrantrum hung tợn nên chúng đã di cư đến những vùng băng tuyết sinh sống và thích nghi với cái lạnh. Chính vì vậy mà khi một sự kiện nào đó khoảng 100 triệu năm về trước, như là một viên thiên thạch rơi xuống chẳng hạn, cảm ơn nhiều nhé Rayquaza, đã dẫn đến sự diệt vong của những loài Pokemon cổ đại, thì những con Aurorus đã được bao bọc trong băng, giữ cho cơ thể của chúng nguyên vẹn cho đến khi được con người tìm thấy. Hoặc là thỉnh thoảng có con nào đấy nó trượt chân, tôi cũng không chắc lắm, bởi vì nhìn vào hình dạng của loài này cũng không thể nói là chúng nó nhanh nhẹn và khéo léo được. Nếu như Tyrantrum đã thống trị mặt đất thì Aerodactyl là loài thống trị bầu trời. Chúng sở hữu sự hung bạo và hàm răng sắc nhọn có thể xé cả những con mồi hệ thép thành nhiều mảnh. Nhưng khi ở dưới đất thì Aerodactyl lại rất chậm chạp và cùi bắp. Vì thế loài này thường làm tổ ở trên những ngọn núi, nơi mà chúng cảm thấy an toàn. Sau khi tuyệt chủng thì Aerodactyl không để lại hóa thạch. Hình dạng của chúng bây giờ là do được khôi phục lại từ những tế bào được bảo quản hàng trăm triệu năm bên trong hổ phách, nên các nhà khoa học trong thế giới Pokemon vẫn cho rằng đây chưa phải là hình dạng hoàn hảo nhất của nó. Và dĩ nhiên vào thời cổ đại sẽ không có Mega Aerodactyl đâu nhá, bởi vì đá Mega chỉ xuất hiện khi mà món vũ khí tối thượng của AZ hoạt động cách hiện tại đâu đó khoảng 3.000 năm mà thôi. Aerodactyl không phải là loài Pokemon duy nhất ở trên không trung vào thời đại đó. Những loài bò sát dần dần sẽ có xu hướng biến đổi thành chim, và Archen và Archeops là thủy tổ của tất cả những loài Pokemon chim hiện tại. Chúng bắt đầu phát triển lông vũ trên cơ thể,
Tuy nhiên, chưa đủ để bay lượn thoải mái như Aerodactyl mà sẽ phải chạy lấy đà với vận tốc có thể lên đến 40 km/h trước khi cất cánh. Bởi vì chưa thể làm chủ được bầu trời, cho nên Pokemon này linh hoạt hơn và săn mồi hiệu quả hơn khi ở dưới mặt đất. Mặc dù đầu thì có vẻ bé, nhưng đây lại là một loài khá là thông minh bởi vì chúng đã bắt đầu biết săn mồi theo bầy đàn với chiến thuật bài bản. Arceus là giống ăn tạp, chúng có thể ăn cả thịt và hoa quả. Tuy nhiên, thức ăn yêu thích của chúng vẫn là những con Omanyte. Vào thời đại này, còn có 4 loài Pokemon không xác định rõ danh tính bởi vì hóa thạch của chúng không hoàn chỉnh. Sau này ở vùng Gala, có mấy đứa dở hơi đi ghép bừa hóa thạch của chúng vào nhau, thế mà mấy con tạo ra vẫn sống được, và thông tin Pokédex của mấy con này thì cũng toàn là chém gió. Nói qua một chút thì đây là parody trong thế giới Pokemon về một sự kiện có thật gọi là The Bone War, cuộc chiến xương sẩu hay là gì đấy. Đại khái lần đầu tiên người ta mới tìm ra xương khủng long thì đây là loại hình giải trí hot nhất thời bấy giờ. Có hai nhà khảo cổ học nổi tiếng mà tôi sẽ để tên trên màn hình, vì danh tiếng và tiền bạc mà hai ông này cạnh tranh nhau không được lành mạnh cho lắm. Trong cuộc chiến tranh kiếm phêm thì đã có một vụ gắn nhầm đầu khủng long và đuôi, và dĩ nhiên là bị đối thủ bắt lỗi, giống như anh em bắt lỗi video của tôi vậy. Sau còn có vụ một bộ hóa thạch bị thiếu mất phần đầu và được lấy đầu của loài khác gắn lên để đem công bố. Rồi đến lúc tìm được cái đầu thật thì lại công bố là một loài khác, đã tạo ra rất nhiều hỗn loạn cho đến tận bây giờ. Nhất là lại còn có cái trò đi phá hủy hóa thạch ở các khu khai quật để cho phe kia không thể khôi phục được nữa. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều bộ hóa thạch không được hoàn chỉnh được đưa vào ý tưởng cho những Pokemon hóa thạch của vùng Gala. Dù sao thì chúng ta cũng không thể phủ nhận là thực sự đã có 4 loài sống ở thời cổ đại trong thế giới Pokemon, đó là một con cá mang hệ nước, một con chim mang hệ điện và hai con khủng long, một mang hệ rồng, một hệ băng. Sau này liệu có tìm được cơ thể hoàn chỉnh của chúng hay không thì tôi cũng không dám chắc, bởi vì như thế sẽ phá hỏng mất cái vui của parody. Với cả em Rakovic trong anime đáng yêu như thế này cơ mà, chắc gì mấy con gốc đã được như thế. Và Pokemon cuối cùng có manh mối sinh sống ở thời đại này là Drippy, Draglock và Dragapult, hay ít nhất là cơ thể trước đây của chúng. Pokemon này là hồn ma của một loài sinh vật cổ đại đã từng sống dưới biển. Sau khi chết, chúng tái sinh thành Drippy và thường lang thang ở những nơi mà ngày trước chúng từng sống. Có thể trong tương lai, Pokédex sẽ ghi nhận thêm nhiều thông tin nữa về Pokemon này, cũng như là manh mối về hình dạng trước kia của chúng. Khoảng 100 triệu năm về trước, tất cả các loài Pokemon kể trên ngoài Relicant đồng loạt tuyệt chủng. Từ đó cho đến nay thì cũng có thêm nhiều loài Pokemon mới xuất hiện và biến mất. Mấy con của vùng Hisui thì có vẻ gần quá, đầu đấy mới có hơn 100 năm, không thể tính là cổ đại được. Nhưng vẫn có một số loài, ví dụ như Mamoswine đã sinh sống vào kỳ băng hà. Weavile là thiên địch của Mamoswine, cho nên có lẽ cũng đã tồn tại từ cái thời này luôn. Cùng một phương thức tiến hóa của Mamoswine và Yanmega, đó là khôi phục lại sức mạnh cổ đại, thì còn có cả loài Tangrowth nữa, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về niên đại mà loài này sinh sống. Carbink được sinh ra từ sâu trong lòng đất bởi nhiệt độ và áp suất nơi đây. Sau khi sinh ra thì chúng chìm vào giấc ngủ hàng triệu năm, và chắc gì chúng nó chỉ ngủ một lần rồi thôi đúng không? Cho nên cái khoảng thời gian mà loài này tồn tại chắc cũng đã rất lâu rồi. Đôi khi có một số cá thể Carbink bị đột biến và chuyển hóa thành Diancie, nó sẽ trở thành nữ hoàng cai trị cái vương quốc dưới lòng đất của loài Carbink, cho nên có lẽ Diancie cũng cùng một thời đại này luôn. Cơ mà cái con này nó là Pokemon huyền ảo, cho nên có lẽ hơi bị vượt xa chủ đề của chúng ta quá. Và đó là tất cả những Pokemon mà tôi có thể xác nhận là chúng đã sinh sống vào thời cổ đại. Anh em nghĩ có thể còn những loài nào nữa? Ví dụ như Geodude và Graveler chẳng hạn, bởi vì thời đại nào mà chẳng phải có đá đúng không? Hay là con Solosis bởi vì chúng là Pokemon tế bào? Hãy chia sẻ trong phần comment phía dưới cho hệ sinh thái thêm phong phú nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ video này. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. A peace!